Dạ rồi ha, mến chào cả nhà, mình đã quay tới kênh của em ha. Thì hôm nay em quay lại cái khu vườn ha. Khu vườn thì 11 công máy của em đây ha. Thì hiện tại thì cũng đã làm hoàn thành thì cũng đã được 70% rồi nha cả nhà. Thì những cái khâu làm cửa, làm cổng, rồi trồng thì trồng cũng được một số rồi. Thì hôm nay cũng quay lại cho cô chú anh chị mình xem qua ha. Thì cái khu vườn đây, cái địa chỉ của em ở đây là ấp An Quy ha, xã Long Thới thì huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cách cầu Cái Gà khoảng cầu Cái Gà ha cả nhà, cách cầu Cái Gà thì khoảng một cây số thôi. Đó thì khu vườn đây, những cái số này thì em đã trồng trước rồi ha. Cái này trồng cũng được 7 công rồi cả nhà, 7-8 công rồi ha. Đó thì những cái khu nào cho nó phân từng khu, những cái chỗ nào trước thì em trồng trước, cái nào làm sao thì sẽ trồng sau ha. Đó thì sẵn ở đây thì cũng quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số vấn đề ha, để khi ví dụ mình có làm ha, có làm cái mô hình thì mình có thể là đúc kết một số cái kinh nghiệm ha, kinh nghiệm để mình làm cho nó sẽ tốt hơn. Nay nó cũng độ khoảng hơn khoảng 20 ngày hết cả nhà. Thì những cái tược này, số này nó cũng đã lên, một số cây cũng đã lên tược rồi ha. Những cái cây này thì nó lên cũng khá là nhiều ha, khá là nhiều. Thì vào cái thời điểm này đó, ban đầu đây thì những cái cây mình lại lá trong thời gian mình trồng khoảng tháng 7, tháng 8 này ha. Tháng 7, tháng 8 này thì cô chú anh chị mình ha, thì không có được đi phân. Ở đây thì chỉ xịt dưỡng và mình tưới dưỡng thôi, mình tưới dưỡng rễ thôi ha, để cho cái cây mình nó sẽ bắt rễ ra, bắt rễ ra, ra tạo cái rễ cám mới ra, nó bắt ra đất đó. Rồi khoảng số này có thể là khoảng tháng 2, tháng 3 ha, mình mới đôn lại được đó. Thì những cái cây mình mới trồng ở đây được non nó ra rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ thì khoảng 7 ngày đến 8 ngày thì mà mình sẽ xịt thuốc một lần ha cả nhà. Đó, mình sẽ xịt thuốc. Nếu mà mình xịt trễ quá thì nhiều khi sâu nó ăn rất là nhiều ha. Tại vì cái tược non nhiều thì cái cây mình nó sẽ sâu nó rất là mau ha. Chỗ này hôm trước thì xịt một lần nè, cái này là xịt trễ nè, nên chỗ này nó bị ăn được rồi ha cả nhà. Đó thì con số lá nó cũng đã già rồi. Thì xịt đợt đầu này thì có thể mình xịt thêm, mình cộng dưỡng rễ hoặc là Atonis gì đó cả nhà, để cho nó kích đi mầm ra nhiều hơn. Tại số mầm này nó ra cũng khá là nhiều ha. Đó thì do mình trồng vào cái tháng này nên cái cây mình đã xói bầu thì bắt buộc mình phải lãi lá ha, lãi lá với phần con số mà hổm em bứng lên đó, em bứng lên trong cái người ta nuôi trong cái tắp mô đó cả nhà, tắp mô người ta nuôi đó, mình bứng mình cắt tụi thì mình xói bầu ra thì mình cắt tụi luôn nên nó cũng không có còn bám đất ha, nên mình phải xịt dưỡng và xịt sâu đó. Thì thời điểm này thì mình xịt sâu thì nói chung là những cái tiệm bảo vệ thực vật đó cả nhà, những cái tiệm thuốc đó thì thuốc sâu cũng rất là nhiều ha. Nếu mình xịt loại này mình thấy nó không có hết thì có thể mình sẽ đổi ha, đổi loại khác. Đó là số lượng nhiều có thể mình sẽ cộng thêm á, cộng thêm những cái loại thuốc nào có trị gầy nè. Đó, thời điểm mưa nhiều đó, thường thường gầy nó xuất hiện rất là nhiều ha. Nên mình có thể mình cộng thêm thuốc gầy ha, thuốc xịt gầy cho nó không có ăn cái những cái lá, cái những cái tược non của mình. Đó, để cho cái cây bảo vệ cái cây mình nó tược non nó phát triển tốt thì nó sẽ mau bắt rễ ha. Đó, làm số lượng nhiều có thể là mình làm hơi trễ, chậm trễ một tí ha. Tại vì trồng thì mình trồng ở khu nào mình trồng được khu đó, rồi xịt thuốc mình tưới dưỡng. Đó thì ở đây thì hôm trước thì cũng đã ủ rơm đây cả nhà. Ủ rơm thì cỏ nó lên rất là ít ha. Nếu mình không có ủ rơm thì thời gian này là cái cỏ nó trên cái bồn này nó đã lú ra nhiều lắm rồi, nên mình ủ rơm đây cũng là một cái lợi thế ha.
giúp cái cây mình trước tiên là giữ được ẩm trên cái bề mặt này, thứ hai nữa thì mình tưới nó cũng không có xói đất ha, đó, nên cái hiệu cám nó ra rất là tốt, rất là mau. Thứ ba nữa là cỏ nó ít hơn. Thì ở đây trồng cũng được 2 clip rồi cả nhà, được 2 clip rồi ha. Quay số cây hôm trước cái bứng cho cả nhà mình ha, bứng lên thì cắt tụi đây. Cái số nào mà cái tược nó cái đòn còn đọt đó cả nhà thì nó đã chớm ra ha. Số nào cắt tụi thì nó cũng chưa ra, chưa ra nó ra sao ha. Nó cũng chớm chớm nè. Trụ rơm lên, trụ dày dày ha. Thì ở đây trụ rơm thì những cuộn rơm nào nó khô đó, có thể mình sẽ xịt nước ha, xịt nước cho nó đẫm luôn. Mình cuộn rơm mình đưa ra, mình vũ những cái lúa nhỏ đó cả nhà, những cái hột lúa đó mình vũ ra bớt ha, rồi mình xịt nước vô, mình trụ sẽ dày hơn. Còn nếu mình để rơm khô như vậy, mình trụ nó không có được nhiều ha, không được nhiều, từ khoảng 1 tháng sau thì nó đã hết rồi, nó rơm nó mục ha. Mục ra thì cỏ nó vẫn lên tiếp, còn cái này mình tủ dày được dày nhiều như vậy ha, thì nó sẽ lâu mục, nó khoảng 3 tháng 4 tháng trở lên, nó thời gian mình làm cỏ nó sẽ ngắn hơn. Và cái cây mình khi mà nó đâm tược được đó nha, đâm tược rồi thì nó cũng sẽ phủ lên, thì cái cỏ nó cũng giảm lại ha, phủ tàn, có được tàn thì cỏ nó sẽ giảm lại, nên cái cây mình nó cũng đỡ nha. Đó, nếu mà cỏ nhiều thì mình tưới phân vô ha, thì nó sẽ cỏ nó cũng ăn phân đó, nên mình rút kinh nghiệm ha. Những cái vườn kia thì hôm nay mình làm trụ rơm đây thì mình thấy khá là tốt đây. Hôm trước thì những cái miếng vườn trước đó em trồng thì em không có trụ rơm, cỏ nó lên mình mần rất là nhiều, phải 1 tháng, nhiều khi 20 ngày mình làm một lần rồi, nhưng mà trụ rơm như vậy thì khoảng mấy tháng sau mình mới làm ha. Mà được cái mình tưới phân vô nó cũng không có bị cái dinh dưỡng phân đó, thì chỉ có cây hút thôi, còn không có cỏ thì nó không có hút cái lượng phân lượng dưỡng của mình, nên cái cây nó cũng đỡ ha, đỡ mất sức. Khu bên đây đã xong cả nhà, thì lại khu sau ha, khu này cũng đang làm nền đây, thì để cái bồn mình nó không bị nghiêng ha, không bị nghiêng thì trước tiên mình cũng làm cái mặt bằng cho nó đều ha, nó tạo mặt bằng từng khâu hết đó nha, tạo mặt bằng cho nó đều trước. Đây, nó cái mặt bằng này mình làm cho nó bằng phẳng ha, nó bằng phẳng cái nền, thì cái lớp gạch đầu tiên đó mình làm nó đều thì cái bồn mình nó lên trên nó không bị nghiêng ha, mọi khâu khác nhau hết ha. Ở đây sử dụng thì để mình luồn dây đen thôi, cái dây đen này ha, dây đen này rất là chắc đó nha. Mình nếu mình bỏ ở đây mình không có động thì nhiều thì nó khoảng vài năm bình thường ha. Cái loại dây đen này rất là cứng nè, mình luồn vô bắt đầu cái mình gịch đây, gịch mình chịu lại ha. Cách làm cũng đơn giản nha. Những cái bồn lớn ở đây thì cái khoảng cách nó là 2 mét ha cả nhà, từ cái bồn này qua cái tâm bồn kia thì là 2 mét đó. Thì gạch tới đây thì em xây cái bồn lớn ha, bồn lớn này thì em xây 12 cục cái lớp dưới, cái đầu lên trên mình giật từ từ ha, có thể lên trên 11 cục rưỡi, rồi lớp trên nữa thì 11 cục lên trên từ từ ha, đó để thì mình giật khớp như vậy cho cái bồn mình nó lên trên nó vừa túm vô. Còn nếu cô chú anh chị mà nó không có giật nửa cục á thì mình cứ xây 12 cục lên luôn, lên khoảng 5 lớp thì nó sẽ bè ra ha, cái bồn mình nó không có đẹp nha, nó có thể là mình giật nửa lên đó, để lên trên thì mình thấy cái bồn nó túm lại rất là đẹp. Đây, số này là đã xây xong đây ha, xây xong đầu giật lên trên này ha, cả nhà thấy ha, lên trên là còn 10 cục rưỡi nè cả nhà, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cục rưỡi ha. Lớp đầu tiên dưới là
12 đó, lên chỉ có 4 lớp thôi nha. Tại vì ở đây thì cây nó cũng gọn thôi chứ không có làm cây lớn nên không có cần cái độ cao nhiều. Chủ yếu là mình giữ dày cỏ nó không có lâu lên trên là được rồi ha. Còn mình đất là vừa thôi. Thì trong khoảng 4 đến 5 năm thì những cái cây nào lớn thì có thể mình sẽ nông ra cái bồn nó lớn hơn. Đó, thì tùy theo cái mức độ cái tàn cái cây của mình. Thì trong khoảng 4 năm hoặc là 5 năm gì đó thì mình có thể mình nông cái bồn ra một lần ha. Cái khâu đầu tiên thì cũng khá là quan trọng ha. Mình làm thì cái cây mai mình nó khó là không khó, dễ không dễ ha. Nếu mình chuẩn bị cái khâu đầu tiên nó tốt thì cái cây của mình thì nó sẽ phát triển lâu dài. Thì ở đây thì cũng nhiều nhà vườn rồi làm cái mô hình, thí dụ như mình trồng mình không có làm bồn gạch nè cả nhà, làm không làm bồn gạch chỉ xây đắp mô lên ha. Trong cái thời gian đầu thì một năm đầu tiên cỏ rất là nhiều ha, cỏ nhiều rồi, với lại cái mình không thường xuyên ra, nhiều khi cỏ đó làm khoảng một tháng sau cái cỏ lên một lần đó, trong khi mình xịt thuốc bệnh thì những cái con sâu, những cái con rầy đó nó núp trong đó thì nó không có chết, nên mình sẽ hao phân thuốc nhiều hơn nữa ha. Lúc mà cỏ mà mình tưới phân thì cỏ nó cũng ăn rồi, sâu bệnh nó cũng ẩn nấp trong đó. Tính ra thì cái thời gian đầu này mình tốn tiền gạch nè, nhưng mà được cái thời gian lâu dài với cái cây mình nó phát triển tốt hơn thì mình tính ra nó sẽ kinh tế, cái khâu đầu tiên nó tính là về lâu dài ha, thì nó sẽ tốt hơn đó, nó không có tốn kém nhiều, tốn kém cái thời gian đầu thôi, cái thời gian sau thì mình đỡ hơn rất là nhiều ha. Cũng còn khá là lâu nha cả nhà. Tạo tước ha, tạo tước khi mình xây cái nền trước, khi xong cái mình quay lại cái bắt đầu mình xây lên tiếp. Đất đây cũng tốt lắm cả nhà, nên sử dụng em sẽ dùng cái lớp mặt hiện tại đây ha, lớp đất mặt đây em sẽ bỏ vô cho nó hạn chế cái tiền mình mua đất ha. Chỉ cái trồng cái lớp mặt ở trên là mình dùng đất ruộng thôi, mình thí dụ như mình đổ cho nó đầy bồn rồi cái mình mua đất mặt ruộng đó mình trũ lên trên, mình đổ lên lớp trên, rồi khi đó cái mình trồng cây ha, trồng cây vô thì nó sẽ nhẹ lại cái tiền đất ha. Chứ đất hiện tại bây giờ nó cũng vào cái nghịch mùa rồi cả nhà, nó cũng còn ít, với lại giá nó cũng cao hơn cái vào những cái tháng giêng tháng hai ha, những tháng đó thì người ta lấy đất nhiều, còn như những tháng này đất còn ít lại ha, nhưng mà số người mua thì cũng khá là nhiều nên không có đủ, người ta bán cũng khá là cao ha. Hiện tại giờ mua cũng khoảng 30-30 mấy ngàn rồi ha, nên hạn chế cái tiền đất lại. Đó. Khâu chăm sóc thì cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị mình rồi, thì để cho cái cây mình nó tốt thì vào những cái tháng này mình lấy lá ra, mình trồng mà lấy lá ha. Tại vì em bứng không có đồng loạt cái tớp bứng rồi tớp ở trong chậu ha, nên lấy lá thì mình chăm sóc cho đều thì phải lấy lá hết. Còn nếu cô chú anh chị mình không có lấy lá mình xói đó thì mình trồng luôn cũng được nha, trồng mình tưới dưỡng qua tháng 11, tháng 12 mình lấy lá cũng tốt, không có sao ha, chứ không phải là bắt buộc phải lấy lá như em. Thì tại vì tình huống là do cái cây mình nó một tớp mình cắt tụi thì trong đó mình không có xen được, ví dụ như mình tưới nước rồi mình tưới dưỡng này kia đó thì phải tưới đồng loạt, nên phải lấy lá, là mình lấy lá cho nó đồng loạt hết luôn. Còn nếu mình trồng số ít thì có thể mình xối thôi, không có cần lấy lá nha cả nhà. Rồi ha.